Anh muốn hỏi Hùng Bá, vua tiền tệ là từ lúc đồng tiền khai sinh ra đến bây giờ, vâng, nó tồn tại một mâu thuẫn cực kỳ là mâu thuẫn. Thế thì Hùng Bá, vua tiền tệ có biết cái mâu thuẫn đấy là cái gì không? Mâu thuẫn tức là tiền giấy hay tiền xu hay tiền giấy? Tiền giấy. Tiền giấy. Ừ, tồn tại mâu thuẫn. Tồn tại một mâu thuẫn cực kỳ lớn luôn, cực kỳ lớn trên tiền giấy. Trên tiền giấy mà chưa có một ai phát hiện ra. Phát hiện ra thì anh hỏi Hùng Bá là vua tiền tệ có phát hiện ra điều đó hay không? Cái này thì quá khó luôn. Anh hỏi con này, anh tên là gì anh? Hả? Anh tên là gì? Anh tên là Tùng Ca. Anh tên là Tùng Ca. Ờ. Em thấy quả xe của anh khét đấy nhỉ? Chút đấy em phải mượn này em quay video vâng. Ok. Nó là như này thì anh nói luôn nhá. Vâng. Đồng tiền đấy, đồng tiền giấy của tất cả các nước trên thế giới, vâng, đều in hình lãnh tụ hoặc là một người nào đó rất được tôn kính trên đồng tiền để thể hiện sự kính trọng của họ đối với đồng với người đó, đúng không? Vâng. Hầu hết là vậy. Thì, nhưng người ta không biết một điều là trong thói quen sinh hoạt của người dân, à vâng, đồng tiền toàn để vào ví và nhét vào ống đít. Vâng. Thế là người ta đã ngồi lên trên cái người người ta kính trọng như vậy, có phải là một mâu thuẫn cực kỳ lớn không? Thì mình có thể nhét vào áo này được mà. Thói quen sinh hoạt khó bỏ quá. Vâng. Mà như thế nó mới tiện sinh hoạt chứ, đúng không? Vâng, vậy vâng. Thì theo anh nhá, thay vì là mình tin cái người mình kính yêu lên đồng tiền, vâng, mình sẽ làm bằng nhiều cách khác. Ví dụ như nào nữa? Ví dụ như là chẳng hạn như có thể là in hình lên quả làm các tượng các thứ kia để cho mọi người thể hiện sự tôn kính, vâng, chứ người ta không in đồng tiền nữa, bởi vì đồng tiền in lên ngày nào cũng nhét xuống dưới ví rồi người ngồi lên ra cái gì nữa. Tức ý anh là sẽ là không in vị lãnh tụ hoặc là những người nổi tiếng hoặc là những người có sự ảnh hưởng lên tờ tiền. Đúng rồi. À theo em có phải là một phương án tốt không? Thì thói quen sử dụng người dân vẫn là bình thường và người ta không bị suốt ngày ngồi lên nữa. Đấy thì theo mọi người thì ý kiến của anh như thế nào? Đúng không?